vì đợt tới có một đứa sẽ về nhà, tao không muốn tình trạng mà cứ về xong vài bữa vô lại bên mờ kêu tao nhớ mi ve tình hẹn đó chứ là ai nói chứ cứ như là thi chút phòng thương hại nha ha. Mày về nhà mấy ngày à? Tao cho 4 ngày, 4 ngày sẽ 4 ngày không gặp nhau. Vậy thì cho mày to trước 4 ngày, ngày thứ nhất tao sẽ mặc áo này. Áo này là cái áo thật lòng thì tính nhất đi từ trước đến giờ. Thế là ngày thứ hai chắc nó sẽ là thứ bảy, có lẽ là hôm nay tao tính nhà thờ sớm. Lần tiên nhà thờ một mình thì chắc là không được mình ở nhà. Ngày thứ ba là gì, chủ nhật thì có lẽ sẽ ở nhà bên ngoài, chắc là vậy. Thứ hai, thứ tư là má. Bây giờ mình đang ở đây, đưa ra lại nhà.